Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Người dân vùng lũ mưu sinh khó khăn do lũ về muộn. Cảnh báo quảng cáo bán thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép. Tin thế giới, Indonesia chăm lo trẻ mồ côi vì COVID-19. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, một số đối tượng đã lợi dụng rao bán các loại thuốc được quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Monopiravir, Liên Thanh Qua Ôn trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt trên các mạng xã hội. Quan điểm của Bộ Y tế phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh lưu hành thuốc điều trị COVID-19 nói chung và thuốc có dược chất Monopiravir nói riêng vì ảnh hưởng lớn đến công tác phòng điều trị bệnh. Do đó, để xử lý triệt để, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như Ban Chỉ đạo Phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, cơ quan điều tra. Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi cơ quan chức năng thông tin về hiện tượng vi phạm pháp luật nêu trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh các trang điện tử đã đưa thông tin để xác định và xử lý vi phạm kịp thời. Tiếp tục chia sẻ với lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đến trao tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn đã trao tặng 5.000 thùng mì, 15.000 khẩu trang y tế và 1.500 khẩu trang N95. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm đồng hành của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó chia sẻ với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong nỗ lực cùng toàn tỉnh chống đại dịch. Trung tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong việc góp phần cùng địa phương kiểm soát dịch bệnh, cũng như sự phối hợp của lực lượng vũ trang tỉnh với lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch giữa các địa bàn giáp ranh, hỗ trợ nông sản cho lực lượng vũ trang thành phố, tiếp nhận tro cốt đồng bào tử vong do COVID-19, cũng như hỗ trợ đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết sẽ chuyển ngay những phần quà ý nghĩa này đến các địa phương, đơn vị đang tham gia phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư đến nay, tổ chức Phật giáo trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Không chỉ ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, các Phật tử, bà con giáo dân còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu, cũng như người có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, chuyến xe yêu thương mang những túi gạo nghĩa tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Chùa Ân Thọ liên tục lăn bánh khắp các huyện, thị xã, thành phố và xuống tận phường, xã, các khu dân cư trong tỉnh. Trong đó, mỗi huyện được trao tặng 5-10 tấn gạo. Mỗi người dân được nhận 10-20 ký gạo. Họ là những người lao động nghèo, là công nhân, là những hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mỗi phần gạo được trao tặng là một niềm động viên sẻ chia được trao gửi trong niềm phấn khởi và sự cảm kích của người dân. Rồi cái dịch bệnh cũng đâu có làm gì được đâu. Rồi nhờ chương trình ủng hộ gia đình tôi, số trợ này gia đình mình có bữa cơm ngon lành ấm áp. Cái đợt hỗ trợ gạo lần này 5 tấn phải nói đây là một cái niềm vinh dự mà một cái niềm vui lớn của đảng chính quyền địa phương đã giúp cho cái người dân vượt qua cái khó khăn. Bởi vì hiện nay đối với những người mà lao động thất nghiệp là không có việc làm và cũng không có lương trong cái thời gian dài vừa qua, và kể cả những người ở trọ thì được cái phần gạo này là phải nói là bà con rất là vui mừng. Đến nay, chuyến xe yêu thương đợt 1 đã trao tặng 67 tấn gạo cho 10 huyện, thị xã, thành phố. Đợt 2 cũng đã được tiếp nối với 25 tấn gạo cho 5 huyện còn lại. Qua đó, mang đến những bữa cơm ấm nghĩa tình, giúp công nhân lao động, người dân nghèo phần nào vượt qua khó khăn trước mắt, yên tâm phòng chống dịch. Trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam đều nhất tâm nhất ý, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, đều góp phần để thực hiện trách nhiệm phòng chống COVID-19 được tốt đẹp. Lần này trao tặng túi gạo nghĩa tình gửi đến đồng bào sẽ thực hiện 100 tấn gạo cho cái sự phối hợp lần này.
Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại Long An đến nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tích cực đồng hành cùng chính quyền, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, như đóng góp quỹ vaccine, tặng máy thở, máy tạo oxy, xe cứu thương, trang phục bảo hộ, thuốc, nhu yếu phẩm cho bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế, người dân khu cách ly, phong tỏa hộ nghèo, với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng. Những hoạt động hỗ trợ đầy ấm áp trên đã chôn đắp thêm truyền thống nhân ái, nghĩa đồng bào và một lần nữa khẳng định tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, trong hơn một tháng, 16 ngân hàng giảm 8.800 tỷ đồng tiền lãi cho khách hàng, thực hiện được 40% cam kết giảm lãi suất đến hết năm. 16 ngân hàng này chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế. Số tiền mà 16 nhà băng cam kết giảm ước tính khoảng 20.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8, Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng này trên thực tế đã giảm tiền lãi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt 43% so với mức cam kết này. Thưa quý vị, mọi năm vào thời điểm này, cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khấp khởi với niềm vui con nước lũ tràn đồng, mang theo nhiều sản vật, vừa bồi đắp phù sa đồng ruộng, vừa thêm nguồn thu nhập cho người dân. Thế nhưng hiện tại, nước lũ hiện vẫn còn rất thấp so với trung bình nhiều năm. Tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, nhiều người dân sống bằng nghề mưu sinh mùa lũ, thấp thỏm lo âu, mất nguồn thu nhập. Cùng thời điểm này năm trước, nước lũ đã phủ trắng cánh đồng và anh Ngô Văn Điểm, xã Chính Lợi, đã bắt đầu công việc mưu sinh bằng nghề đặt lợp tép của mình với thu nhập mỗi ngày từ 400 đến 500 ngàn đồng. Thậm chí những ngày bội thu có khi được 600 đến 800 ngàn đồng. Thế nhưng hiện tại, nước lũ tuy đã tràn đồng nhưng vẫn còn khá thấp. Những cái lợp tép của anh Điểm vẫn còn nằm yên nơi góc nhà để chờ con nước. Lợp mình đã sử dụng năm rồi vẫn còn, nhưng mà năm nay mình cũng sử dụng lại. Nhưng thứ hai nữa là mình cũng đã đặt mua lợp rồi, nhưng mà con nước nó không có về như mong muốn của bà con nông dân. Thì năm nay nếu mà nước không về thì như bà con nông dân đây thì cũng lỗ trắng tay. Những người dựa vào con nước để mưu sinh ở xã Vĩnh Thạnh cũng chung nỗi buồn lũ muộn. Từ rất sớm, anh Đinh Giang Xuyên đã chuẩn bị sẵn 300 cái lợp để cung cấp cho người dân, nhưng hiện chưa ai hỏi mua. Nước lũ về muộn và lên chậm, tranh thủ con nước vừa tràn bờ, anh Xuyên đặt vài cái lợp cũ. Mỗi ngày cũng chỉ thu được một vài ký cá, không đủ trang trải chi tiêu hàng ngày. Năm nay mùa lũ thấp, như đặt lợp không có được nhiều chỗ đặt cá ít. Rồi ta lại mua lợp cũng được có mấy chục cái lợp, mỗi năm thì bán cũng được 50-60 cái. Hàng ngàn hộ dân sống dọc theo các kênh rạch dùng sông nước Tân Hưng vẫn đang từng ngày ngóng lũ để mưu sinh. Mới đây, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện tạm giữ một xà lan chở 150 tấn phân bón không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Trong lúc đang tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực cửa biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của đồn biên phòng Cần Thạnh phối hợp cùng với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xà lan tự hành mang số hiệu LA08008 do ông Nguyễn Ngọc Sĩ, sinh năm 1971, ngụ tỉnh Long An điều khiển, có dấu hiệu khả nghi di chuyển từ vịnh Đồng Tranh vào cửa sông Xoài Rạp, luồng Xoài Rạp. Tại thời điểm kiểm tra, trên xà lan chở một lượng lớn phân bón dạng tổng hợp, không bao bì, không có đơn chứng từ mua bán. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sĩ cho biết, số phân bón này mua từ Bà Rịa Vũng Tàu chở về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng không có giấy tờ nguồn gốc và có đơn buôn bán. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Liên minh châu Âu sẽ gia hạn cơ chế kiểm soát và có thể hạn chế việc xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 của khối này cho đến cuối năm 2021. Theo một quan chức của Liên minh châu Âu, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu đã đề nghị gia hạn cơ chế kiểm soát việc xuất khẩu vaccine. Ban đầu, không phải toàn bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ đề xuất này do chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai khá nhanh và không còn tình trạng thiếu vaccine như trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, do chưa chắc chắn về việc đảm bảo các mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh các biến thể mới lây lan, nên các nước sẽ phải duy trì một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Trong khi đó, theo hãng tin AP,
Cho đến nay, có khoảng 72% số người trưởng thành tại 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước cũng có sự chênh lệch, trong khi các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Bồ Đào Nha có tỷ lệ tiêm chủng vaccine trên 80% dân số. Một số quốc gia Đông Âu lại có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp, nhất là Bulgaria và Romania, và đang phải đối mặt với nguy cơ quá tải các bệnh viện trong bối cảnh số ca mắc biến chủng Delta đang tăng cao. Tại Indonesia, hàng ngàn trẻ em mồ côi vì COVID-19 đang cần được hỗ trợ ngay khi quốc gia Đông Nam Á này khống chế được dịch bệnh. Với cậu bé Anviano, COVID-19 đã khiến em trở thành trẻ mồ côi cha mẹ. COVID đã cướp đi mạng sống của mẹ em Anviano khi bà đang mang thai 5 tháng. Chỉ ít ngày sau đó, dịch bệnh cũng mang cha em đi. Cậu bé 10 tuổi giờ sống với cậu và ông bà ngoại. Chúng tôi muốn trở thành chỗ dựa cho bé, nhưng mất mát vẫn là quá lớn. Tại Indonesia, trường hợp như của em Anviano không hiếm. Theo thống kê từ Bộ Xã hội nước này, có hơn 11.000 đứa trẻ mất một hoặc cả cha lẫn mẹ vì COVID-19. Có rất nhiều trẻ em đang phải sống bơ vơ, không nơi nương tựa. Các em không có người thân hay bất cứ ai có thể chăm sóc. Chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn hiện là ưu tiên hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này. Chính phủ Indonesia đã yêu cầu bệnh viện và các cấp chính quyền địa phương thu thập thông tin về các trẻ mồ côi, tìm cách hỗ trợ chúng điều trị tâm lý và cả tài chính cho đến khi trưởng thành. Có dữ liệu chính xác về số trẻ em mồ côi do COVID-19 là điều rất quan trọng để đảm bảo rằng các bé được bảo vệ và trợ giúp kịp thời. Một số bang cũng lên kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo cơ bản về kinh doanh cho những đứa trẻ lớn, chẳng hạn như cách sản xuất đồ ăn nhẹ hoặc làm xà bông. Hy vọng chúng có thể tự lập sớm. Cháu rất may mắn được sự hỗ trợ. Cháu được đi học, có thêm kiến thức tự nuôi sống mình sau này. Ngoài những hỗ trợ về kinh tế, các em rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Mất đi người thân, nhiều em còn có nguy cơ rơi vào trầm cảm, bị lạm dụng, lâm vào tệ nạn xã hội. Số trẻ mồ côi có thể vẫn còn gia tăng và có thể trở thành đại dịch ngầm trên toàn cầu trong thời điểm COVID-19 vẫn đang hoành hành. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự chăm lo, quan tâm từ chính phủ và sự chung tay của cả cộng đồng. Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long vốn sinh sống tại Brazil từ 70 triệu năm trước. Hóa thạch tìm thấy thuộc loài khủng long săn mồi Curupi itata. Loài thú ăn thịt hai chân có đặc điểm là tay ngắn và khỏe. Loài khủng long này có kích thước khoảng 5 mét, có đuôi khỏe và cứng cáp. Những mảnh xương được tìm thấy là xương chậu, ba đốt xương sống và một số khác chưa được xác minh. Qua đó chúng tôi xác định đây là một loài khủng long mới, bởi số xương được tìm thấy không thuộc loài khủng long giống có nào. Phát hiện này không chỉ cho phép các nhà khoa học hiểu thêm về loài động vật này, mà đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về cổ sinh vật học vào cuối kỷ nguyên thạch tại Brazil. Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc tế đã thông báo vé cho khán giả vào xem Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chỉ được bán cho người dân Trung Quốc đại lục, trong khi những vận động viên chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ phải cách ly 21 ngày. Thông báo khẳng định, Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã nêu những nguyên tắc về duy trì sự kiện thể thao này an toàn và thành công như dự kiến. Theo kế hoạch, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 2 năm sau, và đây là cơ hội để Bắc Kinh trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới tổ chức cả Olympic mùa hè và mùa đông. Bộ phim Squid Game, trò chơi công mực, một bộ phim sinh tồn của Hàn Quốc, đang vượt qua tất cả các hit show tiếng nước ngoài trước đây của Netflix và rất có thể trở thành nội dung gốc thành công nhất từ trước đến nay của gã khổng lồ giải trí trực tuyến toàn cầu. Bộ phim Squid Game do Hoàng Đông Hiếu viết kịch bản và đạo diễn. Phim xoay quanh một nhóm người tham gia một loạt trò chơi chết chóc để giành được số tiền thưởng 45,6 tỷ won. Chỉ vài ngày sau khi phát hành chính thức hôm 17 tháng 9,
nó đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình Netflix phổ biến trên thế giới. Ngoài ra, Squid Game cũng trở thành chương trình Hàn Quốc đầu tiên đạt vị trí số 1 trong danh sách 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix tại Mỹ. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.